PVL trên các giao thức Restaking Ethereum vượt quá 8 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù hoạt động không quá sôi nổi như Solana, song tổng giá trị bị khóa, hay còn gọi là TVL, trong các giao thức Restaking dựa trên Ethereum cũng đã tăng mạnh, chạm mốc 8,35 tỷ đô la Mỹ. Dẫn đầu là Ether, V, với TVL đã vượt quá 3,2 tỷ đô la Mỹ. Renzo đứng ở vị trí thứ 2 với 2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 là Puffer với TVL đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Theo dữ liệu từ DeFi Llama, Ethereum đã đạt được sự thống trị về TVL trong các ứng dụng tài chính phi tập trung là 56%, tức khoảng 52 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, nhu cầu staking và hoạt động mạng cũng tăng lên đáng kể sau khi nâng cấp Sapella vào tháng 4 năm 2023. Sau khi cập nhật, người dùng có thể rút tiền điện tử bị chặn. Khối lượng giao dịch trên Upbit bất ngờ giảm hơn 75% trong ngày. Khối lượng giao dịch hàng ngày trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã bất ngờ giảm đến 75% so với mức cao nhất trong năm nay, một dấu hiệu cho thấy giao dịch altcoin điên cuồng đã chững lại. Mặc dù liệt kê 192 loại tiền điện tử và cung cấp 309 cặp giao dịch, nhưng Upbit chỉ đạt khối lượng 4,1 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, giảm mạnh từ mức đỉnh 15 tỷ đô la Mỹ được ghi nhận vào ngày 5 tháng 3, thời điểm mà tổng vốn hóa thị trường altcoin đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm là 788 tỷ đô la Mỹ. Vốn hóa thị trường kể từ đó đã ổn định ở mức khoảng 750 tỷ đô la Mỹ. Được biết, người hâm mộ tiền điện tử Hàn Quốc dường như tập trung nhiều hơn vào altcoin thay vì BTC và ETH. Một nghiên cứu của Desperate Research vào tháng 10 đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư Upbit chủ yếu quan tâm đến việc tối đa hóa lợi nhuận thông qua các altcoin và có xu hướng chấp nhận rủi ro cao liên quan đến những đồng tiền này. GUP tăng vọt sau loạt phát triển mới trên sàn DEX Jupiter. Token gốc GUP của Jupiter đã ghi nhận mức tăng hơn 21% từ mức thấp trong ngày sau khi sàn giao dịch phi tập trung hệ Solana này tiết lộ việc tích hợp công cụ đúc token DexLab vào Jupiter Routing. Token GUP đã đạt mức cao nhất trong 2 tháng là 1,84 đô la Mỹ sau một tháng tăng trưởng ấn tượng hơn 200%. Mặc dù giá giảm mạnh vì tình trạng bán tháo hậu airdrop nhưng đã tăng đều đặn kể từ đó. Hơn nữa, tổng giá trị bị khóa, hay còn gọi là TVL, trên Jupiter cũng đã tăng 82% trong tháng 3, từ 211,84 triệu đô la Mỹ lên 384,8 triệu đô la Mỹ vào thời điểm hiện tại. Đợt tăng trưởng gần đây diễn ra sau khi cộng đồng yêu cầu làm rõ về Jupiter DAO và việc tích hợp DexLab trên nền tảng. Được biết, sau khi khởi động DAO bằng cách tài trợ khoảng 137 triệu đô la Mỹ, trong đó có 10 triệu USDC và 100 triệu GUP, cho ví DAO đa chữ ký, Jupiter đã liên tục tổ chức những buổi thảo luận trong cộng đồng nhằm đưa ra cơ cấu bỏ phiếu cho DAO. Ngoài ra, Jupiter cũng đã tích hợp DexLab, một giao thức đúc token và AMM dựa trên Solana, vào thuật toán định tuyến, cho phép người dùng dễ dàng tạo token và thiết lập pool thanh khoản. Khởi động tháng 4 cùng cuộc đua The Masterful Trader trên P-Bridge. Hòa cùng sự sôi nổi trên không gian P-Network, sàn giao dịch P-Coin hàng đầu P-Bridge đã khởi động cuộc đua top, vinh danh các nhà giao dịch tích cực trên nền tảng. Theo một thông báo mới nhất, P-Bridge đã chính thức khởi động cuộc đua The Masterful Trader nhằm vinh danh top 3 nhà giao dịch hoạt động sôi nổi nhất trên P-Bridge app, được tính theo khối lượng giao dịch thành công P-Coin tại tính năng P2P. Cuộc thi kéo dài từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2024. Top 3 xuất sắc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn đến từ P-Bridge, với giải nhất là 3.000 token BIT, giải nhì là 2.000 BIT và giải 3 với 1.500 BIT. Ngoài ra, còn Dansen Airdrop may mắn dành tặng 1.000 BIT cho 10 nhà giao dịch được chọn ngẫu nhiên trong thời gian diễn ra sự kiện. Song song đó, khi tham gia tải app P-Bridge và nhập mã 18439108553 từ ZyptoLeaks.vn, còn có cơ hội nhận ngay 30 BIT. Solana ngày càng thu hút các tổ chức lớn. Giá trị của quỹ Grayscale Solana Trust, gọi tắt là GSOL, đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, báo hiệu tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư tổ chức đối với Solana. Nhu cầu đối với các sản phẩm đầu tư của Solana đã đạt đến đỉnh mới khi Nick Parkin, đồng sáng lập kiêm CEO của The Coin Bureau, đã chia sẻ về mức chênh lệch đáng kể mà cổ phiếu GSOL đang giao dịch so với giá giao ngay thực tế của đồng Son. Cụ thể, theo một tweet gần đây của Nick, GSOL đang giao dịch ở mức giá đáng chú ý là 433 đô la Mỹ, trong khi bảng thông tin tháng 2 của Grayscale tiết lộ mỗi cổ phiếu của quỹ nắm giữ khoảng 0,377 son. Điều này cho thấy mức chênh lệch gấp 5,8 lần so với giá giao ngay, được báo cáo là 1.148 đô la Mỹ, báo hiệu nhu cầu của tổ chức đối với Solana là rất lớn.
Nói cách khác, họ đang sẵn sàng trả nhiều hơn giá thị trường hiện tại để tiếp xúc trực tiếp với Son, nhấn mạnh triển vọng lạc quan về hiệu suất trong tương lai của tài sản này. Tính đến khuya ngày 2 tháng 4, Son đang trao đổi tại 189,7 đô la Mỹ, tăng hơn 46,6% trong 30 ngày qua. Song song đó, khối lượng giao dịch của Son cũng nhảy vọt 66,66%, đạt 4,469 tỷ đô la Mỹ, càng chứng tỏ sự quan tâm và thanh khoản trên thị trường ngày càng nhiều đối với Solana. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. CryptoListVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.